điểm thứ hai mình trong ngày hôm nay, ngày thứ hai lúc giờ đến Bali nha mẹ. Sau cái hồ Eriton bên là vườn dứa hay là you can waterfall right waterfall liki liki yeah okay yes. Thank you. Hi, hello các bạn. Đây là một điểm mà check-in chụp hình rất là đẹp nha. Trên Instagram, TikTok cũng thấy cái này rất là nhiều nha. Đây, con suối ở phía dưới các bạn. Suối thì nhìn cũng đẹp nhưng mà cũng bình thường. Không biết mình xuống tắm được không? Nhưng mà cái waterfall ở bên này. Cái thác ở bên này. Đây các bạn. Where the waterfall? Up. It's a big, yeah, up. Oh, right up. Yeah. Oh. Have you been before? Not yet. This not is yet. My first time. Your first time. Oh. How you know? How you know? Because the stairs. Yeah, the stairs, yeah, it's for the fall, huh? Where are you from? I'm from Vietnam. How about you? Sorry? How about you? I'm from Bali. I'm from Ubud, mostly. Ah. You been to Ubud? Ubud, yeah. We live if we rent a hotel in Ubud. Where? In Agu Amatara Agu. Oh, Amatara Agu. Yeah. Where have you been today? Yesterday and today. We've been here for 6 days more. 6 days more? Yeah. Only in Ubud or? Ubud. You will moving. We're moving more another. Another Iceland, Oumuutu. Oh. Oumuutu, where am I? Uluwatu. Oumuutu, yeah. Yeah, Uluwatu. Is that beautiful? Yes, of course. Yeah. You can see the temple on the cliff. Oh, the cliff, yeah. Yeah. And with monkey. Ah, yeah. So which one you recommend more? What do you mean, like the place? Yeah, plane. From where? Here, Bali. I think you have a 6 more days. Uh-huh. When you leave Ubud? When it's you going to Uluwatu?
Tomorrow. Tomorrow. Yeah. In Uluwatu, you can do the trip for see the sunrise. Uh-huh. You can do sunrise. Okay. Water. Sunset. I mean. Sunset. Yeah. Sunset in Uluwatu. Yeah. And also, you can do if you like snorkeling or surfing. Yeah. You can do water sport also. Oh yeah. It's close by Uluwatu. Uh-huh. You can go into Canggu or Kuta. Kuta. Or Tanah Lot. Tanah Lot. This waterfall look like the Raman Fall in Hawaii. It's very small, but it's very high. Oh. In Hawaii. It's part of Bali. Yeah. It's we call it Biastugal Beach. Uh-huh. It's a Fijian beach. Yeah. You wanna go in there? Yeah. You go in there. Yeah, you also can go into Gate of Heaven. Oh, yeah. Woo! Oh. Oh. Cây rất là cao quá ha. Rồi, cỡ đầu xuống tắm nè. Cỡ đầu xuống tắm em. Chỉ có một cái hả? Yeah. Hello các bạn, vị chủ đang đứng trước Luke. Một tiếng hát quá là pha, rất là đẹp tại Bali. Chúng ta lại chụp chung nữa nha. Từ Ubud. Ubud, mình lái xe mình khoảng 30 phút đến đây. Và các bạn chiêm ngưỡng. Một cái thác cao nhất Bali nha. Cao. Wow, đẹp không? Thiên nhiên. Từ châu Mỹ, châu đến châu Á, rất là đẹp. Đó các bạn, vị chủ đang đứng trước Luke. Một tiếng hát quá là pha, rất là đẹp tại Bali. Chúng ta lại chụp chung nữa nha. Từ Ubud, mình Ubud mình lái xe mình khoảng 30 phút đến đây. Và các bạn chiêm ngưỡng một cái thác cao nhất Bali nha. Cao. Thiên nhiên từ châu Mỹ, châu đến châu Á, rất là đẹp. Hello các bạn, nãy xuống suối thì nó dễ thác, xuống thác. Bây giờ lên thác mệt quá, ai cũng mệt. Rất là mệt ha. Từ ở trên mà xuống thác rất là cao nha các bạn nha. Bị sức khỏe và đôi giày nữa. Để mình xuống thác mình check in nha. Ok, xong điểm thứ hai nha cả nhà. Đấy, có bên đây ruộng nha, cả đồng quê. Bên Bali đó. Cái này ruộng bớt này. Đây là khoảng 8 gần 7 rưỡi 8 giờ tối nha. Và chúng ta thấy một cái bãi biển. Đi dọc bãi biển đây là ruộng lúa nha các bạn. Ruộng lúa. Vị chú chưa bây giờ thấy một cái biển mà gần bãi biển là một cái ruộng lúa. Kế bên các bạn. Đây. Biển biển này rất là đẹp.
Đây là Wack Big Club, Big Club nha các bạn. Rất là đẹp. Ở Bali thì họ không chỉ là tôn về biển, thiên nhiên. Ừ. Không mà ở đây an toàn, Mexico, Mexico nguy hiểm lắm. Có người. Đi xuống biển coi chút xíu đi. We come. Các bạn. Biển rất là yên lặng nha. Biển đẹp nhưng mà nhưng mà anh nghĩ cũng vậy à. Ở đây nó không ăn chơi, không có nhạc đình đám gì đâu. Cũng vậy à. Mấy group dài dài chứ. Nhưng mà chủ yếu là nghe nhạc thôi à. Nhạc lạnh lạnh thôi, không có, không có ăn chơi. Theo chân bước chân hướng dẫn viên của vị trí chú Kyoti mà đi vào lúa, cánh đồng lúa ngay trung tâm Ubud rất là đẹp. Okay. Biển số của xe máy ở bên này đều dán ở phía trên và phía dưới các bạn. Villa kia. The villa here, right? Các bạn thấy những cây dừa rất là đẹp, hàng dừa đẹp. Cánh đồng. Ôi, cái đồng mà lúa ở đây rất là đẹp nha cả nhà. Đều, nó đọc đều. Đi vào trong nè, đi vào trong được nhiều quá. Xa. Đây là cái khu, chắc là khu homestay. Homestay nha, homestay có hồ bơi nha. Ở đây họ làm du lịch cũng rất là hay, vừa hiện đại và vừa nông thôn cổ truyền. Và họ vẫn giữ lại được những cái nét đặc sắc của nông nghiệp các bạn. Lúa, dừa, những cái đồng ruộng lúa rất là nhiều ở khắp nơi ở Bali. Rất là xanh.
lợn nha các bạn. Chỉ cần viên là phải nói nha, hướng dẫn nha. Đây là những sản phẩm bằng tay các bạn. Cái đề nó phía trong rồi. Tranh nghệ thuật quá này, để xuống khu chợ này mình có thể đi xe máy vào các bạn, không hơi khá là dài, nếu mình đi bộ thì hơi mệt đó. Mình đi xe máy là mình có thể dừng lại xem mua mặt tiền thế nào. Bán giống nhau hả? Ví dụ như nó làm quần áo đi biển, rồi cái đồ làm bằng tay, handmade, túi sách, rồi trang trí, souvenir, rồi những sản phẩm làm bằng dừa.
How much for that? 115. This town. Yeah, this town. 150. Đây là một cái áo mà Bali, nhưng mà giá 150 ruby. À, trả giá xuống là 150 là 80, cũng bằng chợ Bến Thành nó giỡn chơi à. Discount mình trả giá còn xuống bằng chợ Bến Thành đó. Em mua áo trắng em. Em mua áo đen. Trắng hay đen? Đen. Mua cặp luôn, mua cặp. Áo đen đẹp. Qua anh mang anh mang áo đó là vừa không? No, XL. I buy. Nãy giờ chưa bấm hả? Ồ, thì nãy giờ quay hai đứa mình là anh chưa bấm hả? Đó, quay ngược lại á. Các bạn như là đi mình đi xe máy đi ra cũng nhanh hơn là đi bộ, nên nó đã ra khỏi cái khu chợ này rồi. Tương đối thì những mặt hàng như cửa hàng thì nó đều tương tự giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thăm cái đền. Ở ngoài rất là lớn, nãy đi thấy cái đền nó là lớn nha. Các bạn như là đi mình đi xe máy đi ra cũng nhanh hơn là đi bộ, nên nó đã ra khỏi cái khu chợ này rồi. Tương đối thì những mặt hàng như cửa hàng thì nó đều tương tự giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thăm cái đền. Ở ngoài rất là lớn, nãy đi thấy cái đền nó là lớn nha.
OK, bây giờ mình bật kinh xong rồi các bạn. Bây giờ là ở đây bật kinh nó không có cần phải lấy thoải mái, không muốn tiền và không có cần phải lấy vé các bạn. Và xe thì cũng chắc cũng không ai lấy, giống như ở trên đảo mà lấy chắc cũng không có tiêu thụ được. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong các bạn. Một trong những cái hướng dẫn mà vị chú thấy mà biết các bạn đi review Bali á là nói là đi xe hơi các bạn. Nó đường nó ngoằn ngoèo, mất nhiều thời gian di chuyển thì mình nên đi bằng xe máy đúng không, nhanh mà nó ngắm cảnh được đúng không, đúng không? Con đường ở Bali rất là đẹp, đúng không? Đúng rồi, các con đường phố Bali rất là đẹp và đặc biệt là Ubud, mà đi nhanh nữa các bạn, nó đi xe mà đi đường nhỏ nó chậm mà nó cứ đi chút nó giật nó mệt mỏi lắm, tại vì cái đường phố ở đây á các bạn thấy không, nó rất là nhỏ nên nó chỉ có hai chiều, là một chiều xe hơi, chiều xe máy. Mình đi xe máy là rất là lâu. Mình đi xe hơi nó rất là lâu, mình đi xe máy nó sẽ nhanh hơn. Nó lộn lại. Blanco Museum. Blanco. Ở đây có những cái đền đó, mình sẽ thăm mấy cái đền. Nhưng mà cái này như nó không mở. Mình vô khu chợ hay vô đèn trước? Đi vô đèn trước hả? Đèn trước này. Đèn này ra này. Nói dạ, nói dạ, thank you. Có đốt ngang em, đốt ngang. Did you want to try? Shopping, but I'll come back and get you. Biên đi mệt chưa? Không, biên đọc biên cái rồi. Cách khúc này là cách khúc. Chưa, quảng quay. Hai cái được vật mà. Mặt monkey.
Bởi cái Hindu cũng là Phật, nhưng mà mỗi cái tượng Phật thì nó có những cái hình dáng khác nhau đúng không? Trong đây là Hindu á, văn hóa Hindu á. Mới ra ngoài rồi. Kem không? Ăn kem đi, nóng nóng ăn kem đi. Kem rồi. Ăn kem đi. Cay okay rồi. Banana. Bắp đi hả? Bắp không? Chuối. Đây là phía trước chợ Ubud. Có rất là nhiều, nó rất là rộng và chúng ta thấy đây những cái xe cảnh sát của Bali. Ở đây cảnh sát rất là ít nha các bạn. Đây khang khu chợ đông nên có một vài người cảnh sát họ làm nhiệm vụ để giao thông và điều tiết giao thông và để hướng dẫn khách du lịch là chính. Rồi, chúng ta đây những cái đền nha. Rất là đẹp, chúng ta vào đền. Cũng vào đền tham quan. Nhưng là trước khi vào đền chúng ta phải dục rác trước nha. Biên tập viên ăn xong chưa? Kiếm chỗ dục rác. Em thu lại đi. Chúng ta sẽ đi vào cái đền nha các bạn. Cùng khám phá. Thank you. Thank you. Yes. Chúng ta đi vào trong đền nghe nha. Đây. Những cái đền là những cái nào lớn quá họ mới bán vé nha các bạn, còn bình thường thường họ không có không có bán vé ha. Em đâu bán vé đâu, vô em đứng đây anh chụp chưa. Quay đi chút nữa. Quay vòng nó lại. Đây là cái xe cái ghế mà những người có hai người cầm lên. Anh nghĩ là quan chức ở đây, quan chức hồi xưa ở cái đảo á.
no entrance. Rồi bây giờ tham quan đèn xong chúng ta đi, đi trở lại chợ. Okay, let's go. À, quay cái đường này là ai đây? Cũng vậy à, ha. Ừ. Tối mà tối mình còn đi vòng này nữa mà. Tối mình đi vòng này nữa mà. À, bây giờ đừng đi lấy xe. Đi lấy xe đi ha. Rồi đi lấy xe đi. Đi lấy. Ok, chúng ta, các bạn chúng ta đã đi thăm xung quanh chợ Ubud, nơi bán những cái sản phẩm địa phương truyền thống cũng như là những cái đền xung quanh cũng rất là đẹp các bạn, mang văn hóa của người Hindu. Bây giờ video kết thúc cái buổi thứ 3 trải nghiệm tại Bali các bạn. Xin chào cả nhà.